Bitcoin có bao nhiêu đồng? Đơn vị của Bitcoin là gì? Các bạn cần biết Bitcoin có bao nhiêu đồng và cách để phân biệt chúng. Chính xác thì Bitcoin có 21 triệu BTC. Đó chính là tổng số Bitcoin đã được tạo ra. BTC chính là viết tắt của tên Bitcoin. Sẽ không có một ai thay đổi được con số này, kể cả người sáng lập ra hệ thống Bitcoin, đó là Satoshi Nakamoto. Hiện tại, số lượng Bitcoin đã được khai thác rơi vào khoảng 17 triệu BTC, tức là còn có khoảng 4 triệu BTC để khai thác nữa mà thôi. Tuy nhiên, còn số Bitcoin thực tế được lưu hành trên thị trường sẽ nhỏ hơn 17 triệu Bitcoin do một số nguyên nhân khác nhau. Vậy đơn vị của Bitcoin là gì? Bitcoin cũng giống như đồng tiền truyền thống khác là có đơn vị riêng của Bitcoin. Đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin được đặt theo tên của nhà sáng lập, đó chính là Satoshi. Với tỷ lệ 1 Bitcoin bằng 100 triệu Satoshi. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video có ích thì các bạn đừng quên nhấn like hoặc click share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng xem video. Hãy đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất thường xuyên các bạn nha. Chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you, see you next time.